Đây nha. Hôm nay thì em view cho các bác là đôi bố mẹ số 13. Đôi này giọng thổ rất là vang và chắc, bộ rất là to. Đấy. Thì trong cái ở phần mô tả của cái video này, dưới em sẽ để cái đường link của cái giọng bố mẹ của cái đôi số 13 nha các bác nhé. Đấy. Thì đôi này là một đôi zin. Đấy. Đấy. Đúng cái tầm để các bác có thể bón được. Đấy. Nếu mà các bác bón tầm này rất là thuận tiện, là rất là ok luôn. Đấy. Chắc chắn là đấy. Đây này. Đôi này là nở zin đôi, lứa này được zin đôi. Đấy. Em cam kết là cái đôi này là giọng âm thổ rất là vang và chắc luôn nhá, thổ đặc đặc thổ hay luôn ấy. Đấy nhá, mà bộ là bộ đại. Đấy. Thì đấy là em cũng cũng vừa lấy con xe Santa Fe, đâm ra là cũng là chia sẻ với cộng đồng các bác biết là cũng rất là vui. Đấy. Nằm trong cái tinh thần niềm vui đó thì em sẽ chia lại cho bác nào mà kết mà thích cái dòng chim âm tốt, bộ tốt nhá. Thay vì 1 triệu thì em để giá cho các bác là chỉ có 600 bao ship thôi nhá. Đấy, duy nhất buổi tối ngày hôm nay. Đấy. Đây là chim là khi mà nở là em đánh dấu bằng mã số trứng và đánh dấu bằng mực. Đấy. Đôi này thì nó em cam kết với các bác là bộ rất là to. Bộ rất là to và giọng rất là đẹp luôn. Đấy. Giọng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy. Đấy các bác nhá. Đấy là cũng chia sẻ cái niềm vui, cũng là em mua cái con xe lướt thôi. Nhưng mà cũng báo cáo rất thật là rất là vui, bởi vì là cũng là chính chủ của một người rất là có điều kiện, có địa vị, và người ta đặc biệt là phần con người rất là ok. Đâm ra là sẽ đây. Đấy. Sơ bộ là như vậy. Đó, nói qua thế thôi, chứ còn nói nhiều về cái xe các bác lại bảo em không khiêm tốn, là cuối cùng là thành ra rất là khó. Bởi vì thực ra mình cũng nhà em thì kiểu như là quê từ các cụ ngày xưa là từ Bắc Giang, Hương Yên là nó rất là nhiều. Mà em bây giờ gần như là vai trò cũng như là con lớn, con trưởng trong gia đình. Đâm ra là cái việc đi về quê đi lại cũng chịu đựng khó khăn, cũng khiêm tốn mãi rồi. Trước là cứ đi mãi con biển đê, nghe nó cũng chật vật lắm, cũng khiêm tốn lắm. Có những lúc đông người là phải mượn bạn bè cái xe to 7 chỗ. Thì thôi, đợt vừa rồi đấy cũng may gặp duyên ông anh, nghe là cũng là qua mối quan hệ thân thích. Thì anh ấy có một con mẹo và một con Santa Fe này đời 2019, bản dầu, máy 2 cầu, bản dầu 2.2D. Thì em thấy rất là ok, rất là ưng. Thì em có cũng may mắn là anh ấy cũng rất là quý trọng, anh ấy có nhượng lại cho. Thế thì trở lại vấn đề thì là các bác nào mà bón cái đôi bố mẹ 13 này này, em cam kết là cực kỳ hay nhá, 600k. Em khẳng định rằng bác nào có thời gian bón được chim cái tầm này thì cũng rất là dễ, đúng tầm bón rồi. Nó cũng đã là nông của nó cũng đã kín người, và nó cũng đã bắt đầu là còn đang nằm như thế này, thì các bác biết là nó cũng rất là. Đây em kiểm tra cái chân móng này. Đấy, không nổi tật gì nhá. Đấy, đôi này là có trống có mái nhá, con này con trống này. Đấy, ok các bác nhá, 600k. Các bác cứ yên tâm là những cái video của em lên là nếu như gần như là các bác bổ vào, các bác chốt rất là nhiều. Đấy. Như cái video này em cam kết là sau 2 ngày thì các bác không chỉ xem thôi, bác nào xem mà nó báo là đã đăng ngay 2-3 ngày trước thì các bác có thể là không phải gọi nữa. Bởi vì chắc chắn là những cái lượng fan, những khách hàng họ đã trải nghiệm rồi, họ sẽ chốt với cái giá rất là hấp dẫn, với cái chất lượng như vậy. Nằm trong cái chương trình cũng như là vui mừng được ông anh nhượng lại cái xe, và em vui mừng phấn khích thì cũng là chia sẻ cái niềm vui đó, cũng như là cảm ơn các bạn xem kênh. Thay vì cái dòng này em bán trước là 1 triệu, em để cho các bác 600 bao ship nha các bác nhé. Con của đôi số 13 này, A là B là có đôi. Đấy, em quý ước của em như vậy.